Hàng về em khui luôn, em quay luôn tại trận cho bác nhé. Tất cả phụ kiện đầy đây có hết đây. Thì đối với con này em lên luôn con này cho bác luôn ạ. Em Tuấn lên luôn. Đây có những màu này đấy ạ. Màu đỏ bóc đô này, màu đen, màu xanh và màu đen đấy. À, đối với dòng này thì phải nói luôn là quá hợp túi tiền. Cái thứ nhất là hợp túi tiền là sao? À, đối với nhiều cái dòng máy bây giờ các bác mua có khi đến 2-3 triệu. Nhưng mà cái màn hình này nó không thể sáng được đẹp như con này được. Chất lượng màn hình nó cũng rất là quan trọng. Có nhiều con nó cảm thấy nó tối quá. À, đây là con máy Oppo bác nhé. Con Oppo A83. Oppo A83 nhé. Oppo A83. Em Tuấn để cho các bác mức giá 1.199.000. Nếu bác nào không lấy sạc thì khác, nhưng mà 1.199.000 em Tuấn sẽ tặng cho bác thêm một cái ốp lưng này, một cái ốp lưng như này để ốp vào đây. À, một củ sạc, tóm lại một bộ sạc nữa. Một bộ sạc. Đấy, một bộ sạc. 1.199.000. Đây là cấu hình của em nó đây, em đọc cho nhá. Con cấu hình của nó là RAM 4GB thì các bác có thoải mái rồi đúng không? RAM 4GB lõi 8, được chưa? À, bộ nhớ 64GB, thoải mái quay chụp. Đặc biệt là cái giao diện màn hình nó sáng, nó đẹp. Giao diện màn hình rất là sáng, nó đẹp luôn. Đây là cái này đang dán ni lông, để lau ni lông đi. Ok chưa? Đấy, giao diện màn hình rất là sáng, nó đẹp luôn. Nhìn chưa? Tất cả Zalo, YouTube, Facebook, TikTok đều có hết, các bác có thể dùng thoải mái. Những cái này các bác mua tặng cho bố mẹ ông bà dùng thì nó hợp lý. Bố mẹ ông bà, các cháu học sinh học, hoặc các chị em làm công, chị em công nhân, hoặc là đi làm đồng, làm ruộng. Tóm lại là những cái này đi nó không phí, nó không tiếc. Và đặc biệt là bên em sẽ dán cho bác một cái kính cường lực vào đây nhé. Đấy, tặng là gì? Tặng dán kính cường lực vào đây luôn. Nhưng mà con nào còn thì em dán thôi. Nhưng không có những lô nó không có, các bác cứ lại căn cứ vào cái clip cũ là cũng chết em. Thật ra là có còn thì em sẽ dán cho bác thôi, chứ em giữ em chả làm gì cả. Hết lô này là em cũng không dán được cho cái nào nữa, được chưa? Nói thế rồi các bác hiểu. Đối với con này thì em để cho bác mức giá 1.199.000 với con Oppo A83. Đây, em đọc cho bác luôn đấy. Giới thiệu màn hình. Con này có khuôn mặt nhá. Con này có cảm biến khuôn mặt và mật khẩu này, nhìn chưa? Đặt cái khuôn mặt này, mật khẩu, bảo mật đấy, bảo mật và khuôn mặt có luôn ạ. Các khuôn mặt nhé, có hết. Dạ. Đấy. Đây, bác chú ý của em nhé. Bác chú ý nhé. Đây bác nhé. Oppo A83 nhé, A83. Giá 1.199.000. Tặng thêm một cái ốp này, sạc, bộ sạc, và còn kính cường lực em dán nút cả kính màn hình cho. Rồi chào bác. Hẹn các bác clip sau.